Tôi là 9 cộng. 9 cộng. Tự nhiên cái hôm đó em làm thấy em làm hơi bị dữ luôn á. Em làm 50 phút và em làm được hết bài mà cái mức độ chắc chắn của em cỡ chỉ còn có mười mấy câu là em thấy là à không, không hẳn 10 câu thôi là em cảm thấy lung lay á, kiểu không chắc. Em học đây là được một tháng đúng không? Dạ, hay sao em? Dạ, em thấy là học ở đây cái điều làm em rất thứ nhất là em làm phải làm bài, phải làm bài rất nhiều. Nhưng mà em cũng thấy là em ý là em cũng chịu làm bài thì em cảm giác là ồ thì ra là mình cũng có thể tiếp thu được nhiều từ vựng mới vậy, tức là nó không có quá nặng với em, chỉ là do em không có đặt ra mục tiêu nhất định cho em không có nghĩ cái việc em phải làm, em phải dịch rõ vậy. Em chỉ làm bài kiểu sơ. Em có thấy khác biệt khi mà trước khi em học ở đây với lại sau khi em học ở đây thì em làm đề chương trình em có thấy tự tin hơn như thế nào không? Có, ý là em tức là khi đưa một cái đề cho em sẽ còn không có bị cái cảm giác là ở sao nhiều từ vựng quá. Tại vì ở đây em làm nhiều từ vựng hơn vậy rồi. Đúng rồi, em còn thấy là nó đỡ hơn. À, ok. Rồi bình thường điểm trên trường là bao nhiêu? Dạ, trước đây ở mức tầm 6-7. Bây giờ thì nếu mà đi thi thì em đặt mục tiêu là bao nhiêu điểm? Tôi là 9 cộng. Ok, 9 cộng thì lượng từ vựng nó phải rất là lớn. Mỗi ngày phải luyện thêm. Ở nhà em có hay dành thời gian để luyện tiếng Anh? Dạ, hầu như là nếu mà có thì tất em tiếp xúc với nó nhờ qua TikTok và Facebook. À, ok. Nhưng mà bây giờ sau khi em gặp được chị thì nhà em có làm bài nhiều không? Dạ có, ý là em có tự dành thời gian để em xem lại bài. Thế em ở nhà sẽ tự lấy bài của mình trên giam coi lại. Ok. Em học đây em cảm thấy sao? Dạ rất là vui. Mà trừ cho bài em quá nhiều ra thôi thì em đi học cũng thì phải làm bài chứ. Nhưng mà em có cảm thấy là khá là được yêu dấu khi mà thầy cô nào cũng nhắn tin dí bài đúng không? Đúng không? Có được theo sát từng ngày. Chỉ có sửa bài cho em xong rồi cái em mới kêu là ủa sao mà ý là bình thường là tự nhiên cái hôm đó em làm thấy em làm hơi bị dữ luôn á. Em làm 50 phút và em làm được hết bài mà cái mức độ chắc chắn của em cỡ chỉ còn có mười mấy câu là em thấy là không hẳn 10 câu thôi là em cảm thấy lung lay á, kiểu không chắc. Xong rồi cái lúc mà chị đã chấm bài cho em thì trong khoảng 14 câu em sai 4 câu. Ồ, giỏi rồi ta. Ok, dữ đấy.